sáng ngày ra nhá. Để yên bố dậy nhá, tao vào trong toilet mày không để tao yên. Mày đứng ngoài mày cào xong mày meo, tao sợ mày ỉa mày đái ở bên ngoài, tao phải mở cửa cho mày vào. Tao không đánh được răng, tao không rửa được mặt nữa. Hả? Thế là thế nào? Hả? Cả đêm mày không đi mà cứ đứng tao dậy tao đi vào trong toilet thì mày đi theo rồi mày meo rồi mày làm ầm ĩ cả lên. Hả? Xong rồi lúc tao phải đi ra tao mở cửa cho mày vào thì mày vào xong mày đi mày ướt hết chân ra xong mày đi mày lượn vào người tao. Hả? Nào. Thế là như thế nào? Ừ. Cắn không? Dám cắn không? Quay mặt đây. Ăn thì ăn một mình. Chơi thì chơi một mình. À quên. Không chơi một mình. Ăn thì ăn một mình. Ngủ mình. Không để ý con cậu đâu cả. Hả? Mày chỉ biết một mình mày thôi nghe không? Úi dồi ôi trời ơi này. Lấy bao giờ không thế này. Hả? Hả? Mày y như ông địa. Cậu cái gì? Cậu bảo nhá. Nó hư nhá. Cậu tát mặt nó cái. Cậu tát mặt nó cái. Nghe không? Nó hư lắm. Nó không như cậu. Tát mặt nó cái. Cái gì cẩu? Cẩu à? Cẩu à? Trời ơi, nước mắt nước mũi ướt hết tay rồi.